Xin chào các bạn. Chúng ta đang cần một cái máy xử lý về đồ họa nè. Chúng ta cần một cái máy xử lý về như là Corel, Photoshop, 3D Max. Đó, hoặc là chúng ta có thể là dùng để chơi game. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu chúng ta một cái dòng máy mà có thể là chúng ta nhìn thấy là xử lý đồ họa được ha. Trên đây. Đó chính là một dòng máy mà được coi là dòng máy doanh nhân Dell Latitude, và đây là phiên bản là 5480. Đối với dòng máy này nó sẽ có về như là cái chip đồ họa cũng khá là tốt các bạn. Đang được trang bị là Core i5 và thế hệ thứ 7, hay gọi là 7440HQ, phiên bản HQ nha các bạn. Và có về như là có cái card rời trên đây. Đó. RAM đây đang hỗ trợ là đang là RAM 8GB. Có thể gánh được tối đa trên đây là RAM được là tối đa maximum nha, đang là 32GB. Và cái nữa là ở đây các bạn chỉ nhìn trên đây là dòng máy này có về như là tính năng, rồi về webcam, mọi thứ về phim LED cũng gần như là đầy đủ hết các bạn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ review dòng máy này. Đó chính là dòng máy Dell Latitude. Và đây là phiên bản là 5480 thưa các bạn. Thì đây, về ngoại hình của máy nè. Chúng ta nhìn thấy nè. Về phía trước, về phía sau nè. Đây là phía đằng sau nè. Đó, thiết kế của máy đây. Các bạn nhìn thấy là về trọng lượng của máy nó khoảng chừng là 1,6 kg. Đây ha, 1,6 kg thôi. Đó, cũng khá là nhẹ. Chắc chắn các bạn. Màn hình có thể ngửa ra 180 độ như thế này. Các bạn nhìn thấy không? Trên hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy nè. Mặc dù để như thế này chúng ta vẫn nhìn thấy chữ được đúng không? Rất là tuyệt vời đúng không? Với một cái phía đằng sau logo màu trắng nè. Đó. Hoặc là màu đen. Tấm nền đây. Và các bạn nhìn thấy trên đây là những cái hốc tản nhiệt được đưa ra đằng sau. Thấy chưa? Phía đằng sau nha. Đây là chúng ta nhìn thấy là cổng LAN Gigabit nè. Đây là cổng HDMI nè. Đây là cổng USB nè. 3.0 nè. Vị trí về sạc nè. Và trên máy này ưu điểm một cái nữa là chúng ta nhìn thấy có về cổng Type-C nữa các bạn. Đây, USB-C đây. Đó, đây ha. USB-C nè. USB nè. Và có được là thẻ SD nè. Đó, thẻ SD nè. Đó. Thì có nghĩa là cái dòng máy này chúng ta nhìn thấy là vừa là sao các bạn? Vừa là HDMI nè, vừa là trên là USB-C nè, và vừa có được cổng Vega luôn. Đây Vega đây các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Thì về phía các cổng kết nối nè, rất là nhiều cổng luôn các bạn. Vega xuất ra được màn hình, HDMI xuất ra được là màn hình và có về tiếng luôn. Và cổng Type-C này xuất ra được màn hình được luôn ha các bạn. Và USB thiết kế cũng khá là nhiều. Một cổng nè, hai cổng nè. Và chúng ta nhìn thấy đây là một cổng thứ ba nè, ba cổng nè. Đó. Thì dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là để mà gần như tất cả các cổng mà phun ra như thế này rất là hiếm đúng không? Rất là khó. Thì đây là dòng máy này chúng ta nhìn thấy là đáp ứng gần như đầy đủ hết. Rồi. Về thiết kế của máy cũng bản lề, gọi là bản lề kép. Bản lề kép nè. Đây chúng ta nhìn phía sau nè. Bản lề kép một bên, hai bên nè. Bản lề này cũng rất là chắc chắn. Có thể ngửa ra 180 độ như thế này. Thấy chưa? Rồi bàn phím. Bàn phím thì các bạn nhìn thấy trên đây bàn phím nè, bàn phím LED. Những cái phím trên đây gõ cũng khá là sướng. Thấy chưa? Đây chúng ta nhìn trực diện từ trên xuống nè. Đó. Và đây là Core i5 thế hệ thứ 7 nha các bạn. i5 Gen 7. Đây. Dòng máy này các bạn sẽ nhìn thấy là xử lý về đồ họa cũng khá là tốt. Nó mạnh ngang ngửa cái dòng mà chip CPU là Core i7-6820HQ đó các bạn. Mặc dù đây là chỉ là i5 đời 7 thôi. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem về cấu hình ha. Thì đầu tiên là chúng ta xem về webcam trước đi. Webcam này có hai mic hai bên nè. Đó. Thì về cấu hình đây. Để mời chúng ta sẽ cùng xem. Bây giờ mình sẽ zoom lên nè. Thứ nhất là Core i7. i7 đây là 7440HQ. Vì phiên bản i7 này chúng ta nhìn thấy là dùng để xử lý về đồ họa. Và chip HQ này xử lý đồ họa khá là tốt. 2GB 8. Auto lên tới là trên 3GB ha. RAM 8GB. Và auto RAM này chúng ta có thể gắn được tối đa được là 2 khe. Và mỗi khe là 16GB. Tổng cộng là chúng ta nhìn thấy gắn được là 32GB RAM. Và Cam hình thứ nhất là HD Graphics 630. Nếu như các bạn nhìn thấy những một số dòng máy mà như là 5570 chỉ là HD Graphics 520 thôi. Nhưng mà đối phiên bản này sẽ là 630 nha các bạn. Và trên cam hình render, đây là NVIDIA GeForce 930MX. Cái cam hình này cho phép là 2GB xe 4GB, tổng cộng là 6GB các bạn. Cho phép chúng ta xử lý về như là Photoshop, Corel, Ketchup, có thể được ha các bạn. Đó. Và trên tính năng của máy này
Các bạn nhìn thấy là một cái máy mà thiết kế là khá là gọn. Đây, các bạn nhìn thấy trên đây nè, thấy chưa? Thiết kế của mẫu máy đây khá là gọn ha. 14 inch Full HD. Đó, với tấm nền IPS. Đây thưa các bạn sẽ xem về như là cái màn hình nha. Màn hình đang là Full HD nè. Độ phân giải đang là 1920 nhân 1080. Đây, 1920 nhân 1080. Các bạn thấy không? Đó chính là về Full HD và với tấm nền IPS cho phép chúng ta làm việc về như là xử lý về đồ họa cũng khá là tốt. Bây giờ mình sẽ thử coi là mời các bạn xem về phía bên trong nó sẽ như thế nào nha. Đây, mình sẽ mở máy ra xem phía bên trong như thế nào. Mời các bạn sẽ cùng xem. Bây giờ chúng ta sẽ đặt máy ra đằng sau nè. Đây, đây là dòng Dell Latitude và đây là phiên bản là 5480. Thì các bạn nhìn thấy logo nè, là cái license Windows 10 nè. Thấy chưa? Thì các bạn muốn mở được dòng máy này chúng ta cũng dễ lắm các bạn. Đây, các bạn sẽ mở hết này ra nè. 1, 2, 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 móc ra. Đó. Chúng ta mở 8 móc ra hay là chúng ta có thể mở ra được cái máy này ra rồi. Đây, nhấc cái nắp này lên ha. Đây. Nhà máy thực sự là các bạn sẽ mở ra và kiểm tra coi là có rin hay không. Thực sự đây là mình kiểm tra là toàn bộ trên đây là men nguyên rin nha các bạn. Men không có sửa chữa trên đây nha. Các bạn sẽ lưu ý giúp mình. Đó. Đây là máy về VGR. Rồi đây, thưa các bạn. Pin thì dòng có dòng pin là 42W và dòng là 68W nè. Đây là pin nè. Rồi, ổ cứng nè, ổ cứng đây là ổ cứng M2 SATA. M2 SATA nè. Đó, đây thì mình đang gáo là ổ cứng là chuẩn là M2 SATA hoặc là NVMe luôn nè. Đây là ổ cứng chuẩn mà NVMe đây. Các bạn thấy không? RAM. RAM đang là RAM 8GB. Đó, chúng ta gắn được 8GB đến 16GB hoặc là 16, 16 là 32GB. Đây là pin BIOS. Và cái nữa các bạn nhìn thấy trên đây nè. Vị trí về cặp 4G đây. Đó, cặp 4G nè. Cái vị trí về như là GPU nè. Và đây là CPU nè. CPU là 1 2 3 4 nè. Và GPU chúng ta nhìn thấy là gọi là cái chip cạch rời nằm đây. Đó. Vị trí gắn về cặp 4G WAN nè sẽ nằm đây. Thấy chưa? Thì về cơ bản mà chúng ta nhìn thấy trên đây đều là rin hết các bạn. Toàn bộ trên đây ha. Đó. Thì fan fan này cũng còn khá là sạch nè. Có thấy không? Fan khá là sạch trên đây ha. Men đây. Toàn bộ men đây chúng ta sẽ rơi lại nè. Men rin hết toàn bộ luôn. Không có sửa chữa gì về men. Đó, pin cũng khá là đẹp. Tùy theo dòng máy ha. Máy có license Windows 10 nè, bản quyền nè. Đây là 54380. Thì date này cũng năm 2018 nè. Thưa các bạn, nếu như các bạn nhìn thấy về một cái máy xử lý về đồ họa mà trong phân khúc giá gọi là tương đối là tầm trung, giá rẻ thì đây là dòng phiên bản đời 5480 xử lý rất là tốt và đạt được tiêu chuẩn của quân đội STD810G ha. Thì ở đây dòng máy về như là xử lý về đồ họa gọn nhẹ xử lý tốt thì chắc chắn đây là một cái dòng máy mà coi như là rất nhiều bạn coi như là đặt câu hỏi về như là lựa chọn về bên chỗ nhất Vlog dòng máy như thế này. Thì hôm nay là mình đang có về một số lượng máy như thế này ha. Những bạn nào có về thắc mắc chúng ta sẽ comment về phía dưới giúp mình. Địa chỉ của mình là 109 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. 0922 422 422. Đó, số điện thoại của mình nha. Đó, trên đây. Thôi, clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là dòng máy về chuyên về xử lý về đồ họa trong phân khúc giá gọi là giá rẻ và nữa là đồ họa cũng là tầm trung. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.